Ban biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với Bí mật người nổi tiếng. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đến cho các bạn thông tin Tiểu sử Ngọc Anh, vợ xinh đẹp của Đỗ Duy Nam. Vợ của diễn viên Đỗ Duy Nam là Ngọc Anh, sinh năm 1995, từng học khoa diễn viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô từng tham gia một số phim, trong đó có Hướng Dương Ngược Nắng trong vai Diễm Loan hồi trẻ. Năm 2016, Ngọc Anh kết hôn với diễn viên Đỗ Duy Nam khi mới 21 tuổi. Sau khi sinh bé thứ nhất, cô trở lại màn ảnh với một vai diễn nhỏ trong phim Quỳnh Búp Bê và Lửa Ấm. Như mọi người đã biết thì Nguyễn Ngọc Anh từng là một hot girl có số má trong giới trẻ Hà Thành. Nguyễn Ngọc Anh may mắn sở hữu một đôi chân dài miên man kết hợp với những đường cong cơ thể nóng bỏng, quyến rũ. Ngoài ra cô còn sở hữu cho mình một gương mặt khá xinh đẹp, một vóc dáng thon thả đi kèm với cái thần thái luôn tươi trẻ, thu hút. Được biết, Ngọc Anh đã áp dụng chế độ ăn uống một cách khoa học kết hợp với việc luyện tập thể thao thường xuyên nhằm giữ gìn được vóc dáng quyến rũ. Trước khi lấy chồng, ngoài việc lên giảng đường để học tập hàng ngày, Ngọc Anh Berry còn là một gương mặt khá quen thuộc của những tờ báo chuyên dành cho tuổi teen khi cô nhận làm vai trò một người mẫu ảnh. Chính nhờ phong cách thời trang có phần cá tính và độc đáo đã giúp Ngọc Anh trở thành một trong những cái tên được săn đón bởi nhiều nhiếp ảnh gia và đại gia giàu có. Nguyễn Ngọc Anh từng học tại khoa diễn viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Năm 2016 cô đã kết hôn và lựa chọn cuộc sống được làm vợ, làm mẹ khi vẫn còn quá trẻ. Sau khi sinh thì cô đã trở lại với một vai diễn nhỏ trong bộ phim Quỳnh Búp Bê. Mới đây nhất cô lại tiếp tục vào vai một nhân vật ở trong phim Lửa Ấm. Hiện tại, Ngọc Anh đang sinh sống và làm việc ở chính quê hương của mình là Hà Nội. Ngoài việc đi diễn, cô còn cùng chồng điều hành một quán ăn nhỏ. Quán của cô chuyên về các món nhậu là chính. Đây cũng là địa chỉ mà được nhiều anh chị em nghệ sĩ trong nghề ghé thăm, ăn uống và check-in. Lúc kết hôn cô đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Cặp trai tài gái sắc này đã dành 3 năm để tìm hiểu nhau. Vào cuối tháng 8 năm 2016, chàng diễn viên và vợ sắp cưới đã thực hiện một bộ ảnh cưới vô cùng độc đáo, đáng yêu. Trong đó, tạo hình cô dâu cùng chú rể hoàn toàn trái ngược với nhau trong cô dâu xinh đẹp, quyến rũ còn chú rể lại có ngoại hình như thằng bờm. Đám cưới của cặp đôi chính thức diễn ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2016, trước sự chúc phúc của họ hàng hai bên với sự tham gia của bạn bè thân thiết và một số vị khách mời là nghệ sĩ nổi tiếng như Vượng Dâu, Giáo sư Xoay, Chí Trung. Trong đám cưới, anh tỏ ra vô cùng hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ của một người mới cưới lần đầu luôn túc trực trên môi. Kết quả cho tình yêu của họ là một bé gái đầu lòng đặt tên là Thóc. Theo như vợ của nam diễn viên thì cho dù đã có bé Thóc, nhưng vẫn có nhiều người đặt vấn đề như việc đi chơi, đi du lịch, nhưng nữ diễn viên đều không màn mà bỏ qua một bên. Từ khi cô sinh con thì cũng ăn diện hơn rất nhiều so với ngày trước, cô chia sẻ bản thân cũng tự tin hơn khi ăn mặc những bộ đồ có phần hở hang hơn, dù trước đó không có. Tất cả những việc đó cũng muốn bản thân mình đẹp hơn, xinh hơn. Bởi cô biết khi phụ nữ sinh xong đều sẽ có một phần xuống sắc hơn ngày trước, nên cô đã áp dụng nhiều phương pháp tập luyện và ăn uống để có thể giữ chồng. Cô cảm thấy rất hài lòng về cuộc sống hiện tại khi có một người chồng yêu thương con, gia đình chồng tâm lý và yêu thương con dâu. Những khán giả hay theo dõi trang cá nhân của vợ chồng Ngọc Anh, Duy Nam sẽ luôn thấy được sự vui tươi, hài hước thông qua các video được đăng tải. Sự hòa hợp và vui vẻ đó là nhờ tính cách hài hước vui tính của Thánh chế Duy Nam. Là cây hài bước ra từ màn ảnh, Duy Nam luôn dồi dào năng lượng và luôn biết cách làm người khác vui. Ngọc Anh chia sẻ, anh Nam vui tính nên luôn trêu vợ mỗi ngày. Đặc biệt, cứ khi nào tôi hờn dỗi là anh lại làm đủ trò để cho tôi cười. Dù bận rộn nhưng anh luôn dành thời gian để chơi cùng con, nên gia đình chúng tôi có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Tự nhận bản thân là người cùng chồng nên Ngọc Anh hài hước cho biết, ở Đỗ Duy Nam không có điểm gì khiến cô phải ghét cả. Bà xã Duy Nam thích nhất ở cách mà chồng yêu thương con, chăm sóc gia đình. Trước kia khi ở nhà chăm con, Ngọc Anh cũng từng rơi vào nỗi lo mất chồng. Tuy nhiên càng ở gần nhau, cô càng hiểu và tin tưởng hoàn toàn vào người bạn đời của mình. Với sự nghiệp của Duy Nam, Ngọc Anh luôn quan tâm, sát cánh và dõi theo chồng. Trong Hương vị tình thân, Duy Nam đảm nhận một vai nhỏ nhưng cũng để lại không ít ấn tượng. Ở những tập đầu tiên, xem những phân cảnh cảm động của Bố Tuấn thời trẻ và Nam khiến tôi thấy gai người, trầm trồ bởi diễn xuất linh hoạt của chồng. Vậy mới thấy là ngoài diễn hài kịch ra thì chồng tôi diễn chính kịch cũng rất ổn. Cũng là một diễn viên nhưng đến giờ, Ngọc Anh vẫn chỉ đảm nhận những vai phụ trong các dự án phim. Thời gian dành cho gia đình, còn cái khiến Ngọc Anh phải tạm gác lại sự nghiệp phim ảnh. Tuy nhiên cô cho biết, gia đình chưa bao giờ là lý do khiến cô từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, mà trở thành động lực, là chỗ dựa tinh thần để cô yên tâm chinh phục đam mê. Vì tôi chỉ làm tốt được một việc nên khi có quá nhiều công việc trong gia đình, tôi sẽ không toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp được. Sau này, khi đã hoàn thành nhiệm vụ sinh nở,
Các con cứng cáp, tôi sẽ tập trung phát triển sự nghiệp nhiều hơn. Mong rằng bản thân sẽ có những cơ hội, may mắn để làm được nhiều dự định hơn trong tương lai. Luôn được khen vì vẻ ngoài xinh đẹp, năng động, nữ diễn viên cho thấy, phong độ không hề giảm sút của mình dù đã hai tay hai bé. Nữ diễn viên Hướng Dương ngược nắng chia sẻ, mặc dù sau khi sinh bé thứ hai số cân nặng cũng chưa được ưng ý, tuy nhiên cơ thể cô rất săn chắc, khỏe mạnh. Có được điều này là do Ngọc Anh hạn chế ăn tinh bột, thay cơm trắng bằng cơm gạo lứt. Sau khi sinh, khi cơ thể đã khỏe mạnh, cô đã ý thức được việc tập luyện giữ dáng, chăm da. Khi được hỏi về kỷ niệm lâm bồn trong mùa dịch mà không có chồng bên cạnh, Ngọc Anh bùi ngùi cho biết mình cũng có chút tủi thân. Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy được an ủi khi chồng ở xa luôn dõi theo, và động viên hai mẹ con. Mặc dù sinh thêm bé nữa, cô cũng không thấy vất vả do có chồng và bà ngoại luôn bên cạnh chăm sóc. Trong cách nuôi dạy con, vợ chồng Duy Nam luôn hòa hợp, đồng thuận. Vợ diễn viên Đỗ Duy Nam hé lộ lý do vì sao chồng không ở bên cạnh lúc sinh con. Vào giây phút thiêng liêng chào đón em bé thứ hai, trong ngày 28 tháng 5 anh đã không thể ở bên cạnh vợ, vì lý do dịch bệnh. Trên trang Facebook cá nhân của mình, Đỗ Duy Nam chia sẻ, cảm ơn bệnh viện Thu Cúc đã cho vợ chồng em được đẻ con yên tâm ở bệnh viện. Mặc dù không được áp ra, mặc dù không có những clip vợ đẻ như lúc không dịch, nhưng bệnh viện đã cho gia đình em cảm giác tuyệt đối an toàn khi đến sinh con. Nghẹn ngào lắm, biết ơn lắm. Giữa tâm dịch, bệnh viện đã mở rộng vòng tay đón gia đình em vào lòng cũng như các gia đình khác. Cảm ơn các y bác sĩ rất nhiều. Được biết, chỉ mấy ngày trước khi vợ vượt cạn, toàn bộ khu vực sinh sống của vợ chồng diễn viên Đỗ Duy Nam đã bị phong tỏa, do có ca nhiễm COVID-19 gần đó. Mặc dù, tòa nhà đã được gỡ phong tỏa từ ngày 27 tháng 5 những để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho em bé cho nên anh đã không được phép vào viện, bên cạnh vợ trong giây phút vượt cạn, mà chỉ được quan sát thông qua điện thoại. Vợ chồng Đỗ Duy Nam và Ngọc Anh Berry cho biết, cả hai cùng làm nghệ thuật tính chất công việc rất bận rộn. Hơn nữa mang thai trong những ngày dịch bệnh căng thẳng, nên cả hai đã đặt tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn bệnh viện để thăm khám và sinh nở, là phải phòng dịch tốt, có dịch vụ chăm sóc chu đáo bởi cả đời có vài lần đi đẻ, sao phải khổ. Sau khi chọn Đông, chọn Tây vợ chồng anh đã chốt hạ, lựa chọn bệnh viện DKQT Thu Cúc để theo dõi ngay từ những ngày đầu thai kỳ. Hỏi ra mới biết rằng, sở dĩ vợ chồng Đỗ Duy Nam chọn bệnh viện Thu Cúc, bởi đây là địa chỉ được nhiều sao Việt lựa chọn là nơi đón con yêu. Trong đó phải kể đến các đồng nghiệp thân thiết như gia đình diễn viên Dũng Hớn, gia đình diễn viên Trung Duổi, diễn viên Mạnh Quân, gia đình nghệ sĩ Minh Hằng. Khi được hỏi về việc đi sinh đúng vào đợt dịch Covid-19 bùng phát mạnh, lại không có chồng ở bên, Ngọc Anh Berry cho biết, những tưởng vượt cạn một mình không có chồng ở bên sẽ buồn và cô đơn lắm. Nhưng các y bác sĩ Thu Cúc rất nhiệt tình, liên tục hỏi han, khích lệ mình, còn nắm tay động viên để mình an tâm, thoải mái khi vượt cạn nữa. Hóa ra đi sinh ở Thu Cúc lại ấm áp thân tình đến vậy. Duy Nam tên thật là Đỗ Duy Nam, sinh năm 1990, quê ở Lào Cai. Anh là một diễn viên trẻ được khán giả yêu mến qua những vai diễn rất ấn tượng. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn được biết đến khi chuyên thực hiện những bản nhạc chế parody hài hước thu hút hàng triệu lượt xem. Năm 2012, anh tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, sau đó được nhận vào làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam với công việc chính là diễn viên, MC. Trong khoảng thời gian này, anh chàng vẫn chưa thực sự có được những thành tựu nổi bật, mãi cho đến năm 2015 cái tên Đỗ Duy Nam bắt đầu được chú ý nhiều hơn khi góp mặt vào hàng loạt các bộ phim như Sóng Ngầm, Chung cư 22, Bữa trưa vui vẻ và các sitcom đình đám khác. Không chỉ được nhiều khán giả trẻ nhớ đến và yêu thích, Đỗ Duy Nam còn là gương mặt được các bà nội trợ quý mến bởi phong cách giản dị, gần gũi. Là một diễn viên được đào tạo bài bản, Đỗ Duy Nam đã cho thấy khả năng diễn xuất chúng của mình. Bên cạnh đó anh cũng ghi điểm bởi năng khiếu ca hát, đặc biệt là giả giọng tuyệt vời của mình trong chương trình Gương mặt thân quen năm 2016. Ngoài ra, anh chàng quê Lào Cai còn được góp mặt trong Táo Quân khi hóa thân thành cô đầu thử việc, Phó Thiên Lôi, từng bước Duy Nam chinh phục mọi khán giả, và trở thành nghệ sĩ trẻ ở miền Bắc được nhiều người yêu mến. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, nam diễn viên cũng đã gặt hái được một số giải thưởng danh giá. Có thể kể đến như huy chương vàng Liên hoan sân khấu Lưu Quang Vũ 2013, nam diễn viên ưu tú tại Liên hoan sân khấu quốc tế Bắc Kinh 2012, nhận được đề cử ấn tượng VTV 2015 ở hạng mục nam diễn viên ấn tượng. Ngoài ra, Đỗ Duy Nam còn sở hữu một kênh YouTube riêng và được nhiều người mệnh danh là Thánh Chế, bởi hàng loạt tác phẩm nhạc chế parody hài hước có hàng triệu lượt xem như Mùa, Yêu U23, Chắc Ai Đó Sẽ Về. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.